Xin chào các bạn, thì đến với chương trình tư vấn du học Thụy Sĩ hôm nay, tôi Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về một trường và tại Thụy Sĩ, đó là trường Swiss Hotel Management School, được gọi tắt là SHMS. Thì trường đào tạo quản trị khách sạn dạy bằng tiếng Anh lớn nhất Thụy Sĩ với bề dày lịch sử hơn 100 năm tuổi. Trường thì đã trở thành trường đào tạo quản trị khách sạn uy tín trên thế giới. Trường đón nhận sinh viên đến từ 60 quốc gia trên thế giới theo học các chuyên ngành khác nhau từ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường là một trong 3 trường nổi tiếng thuộc Hiệp hội các trường đào tạo khách sạn của Thụy Sĩ. Trường mang đến cho sinh viên môi trường học tập lý tưởng và những lợi thế khi mà bạn theo học tại trường là trường quản trị khách sạn dạy bằng tiếng Anh lớn nhất Thụy Sĩ. Chất lượng đào tạo của trường mang đặc trưng của ngành đào tạo quản lý khách sạn truyền thống của Thụy Sĩ. Sinh viên có thể lựa chọn một trong những chương trình học phong phú từ cao đẳng 2 năm, cao đẳng nâng cao 2 năm rưỡi, đại học 3 năm, sau đại học 1 năm, thạc sĩ 1 năm đến tiến sĩ. Trường thì đào tạo các chuyên ngành đa dạng như là quản trị khách sạn, quản trị du lịch, quản trị sự kiện, quản trị khách sạn và sự kiện, quản trị khách sạn và du lịch. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có được kết quả tốt nhất, thì trường cung cấp cho sinh viên các thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập. Sinh viên ở trong ký túc xá của trường có tiêu chuẩn 5 sao tùy từng loại phòng. Và trường thì liên kết với Đại học Dubai, một trong 5 trường đào tạo quản trị khách sạn và du lịch hàng đầu Anh Quốc năm 2004 do tạp chí Reviewer bầu chọn. Sinh viên tốt nghiệp đại học với kết quả cao có cơ hội nhận 3 bằng của Thụy Sĩ, Anh Quốc và Mỹ. Mỗi năm thì sinh viên được thực tập hưởng lương trong thời gian 4 đến 6 tháng ở Thụy Sĩ hoặc là ở các nước khác. Lương thực tập thì từ 2.060 rand đến 2.450 rand. Và phòng tư vấn việc làm của trường thì giúp cho sinh viên liên hệ thực tập và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Về chương trình học thì sinh viên học hết học kỳ 4 được cấp bằng cao đẳng. Sinh viên học hết học kỳ 5 được cấp bằng cao đẳng nâng cao. Sinh viên hoàn thành chương trình cao đẳng nâng cao về quản trị khách sạn quốc tế có cơ hội nhận bằng cao đẳng của Hiệp hội Nhà ở và Khách sạn ở Mỹ. Sinh viên học hết học kỳ 6 thì được cấp bằng của cử nhân Đại học Dubai Anh Quốc. Sinh viên học hết học kỳ 8 được cấp bằng thạc sĩ của Đại học Dubai Anh Quốc. Và mọi thắc mắc về chương trình học, thủ tục học, học phí ra sao thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn. Và bạn Như Thảo đến từ Đồng Nai thì cũng có một cái câu hỏi muốn hỏi chương trình, đó là phải chăng là đi du học Thụy Sĩ thì học sinh sẽ không phải xin visa như là đi du lịch các nước châu Âu phải không thưa cô? Đây là một câu hỏi rất là hay và rất nhiều bạn khi du học ở châu Âu rất là quan tâm. Như các bạn biết, Thụy Sĩ nằm ở khu vực trung tâm châu Âu, tức là nằm ở Trung Âu. Từ ngày 12 tháng 12 năm 2008, Thụy Sĩ đã chính thức mở cửa biên giới với các nước thuộc khối Schengen như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, v.v. Vì vậy, khi du học sinh có visa vào du học tại Thụy Sĩ thì vào những kỳ nghỉ, họ có thể dễ dàng đi du lịch vòng quanh 23 nước thành viên còn lại trong khối Schengen. Quý khán giả thân mến, hẳn là quý vị cũng đã thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những thông tin bổ ích về đất nước, con người cũng như là nền giáo dục của Thụy Sĩ. Và chắc chắn rằng đây sẽ là những thông tin để giúp cho quý vị và các bạn sẽ có được những cái hành trang cần thiết để mà chúng ta lựa chọn Thụy Sĩ là đất nước đến du học. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.